Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học .cc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series tự học Java siêu tốc bài 17.2 giải bài tập Java 13 trong phần for while break và continue. Các bạn mở IntelliJ chuột phải vào src new Java class bài 17 cách dưới 2 giải bt 13 enter. Trong phần nội dung các bạn gõ chữ main enter. Mình sẽ nốt đề vào đây để chúng ta tiện theo dõi. Bài tập 13 yêu cầu viết chương trình nhập vào số a từ bàn phím. Nếu a chẵn thì tính tổng các số chẵn từ 0 cho đến a. Còn nếu a lẻ thì in ra dòng chữ là tôi không tính tổng số lẻ. Bye bye và thoát chương trình. trình. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra cho người dùng nhập vào a đã, sau đó chúng ta kiểm tra xem nó là chẵn hay lẻ. Nếu chẵn chúng ta thực hiện công việc này, nếu lẻ chúng ta thực hiện công việc này. Chúng ta sẽ sử dụng là vòng for và if else đơn thuần. Để làm bài này, đầu tiên chúng ta sẽ khai báo một cái biến int a Tiếp theo là chúng ta khai bằng biến tổng Để tí chúng ta còn tính tổng Tổng bắt đầu bằng 0 Cho phép người dùng nhập vào bàn phím Sử dụng scanner Scanner sc bằng New scanner system.in Chấm Sau đó là xuất ra câu thông báo Mời nhập vào cái gì đó out Mời nhập vào Số nguyên A 2 chấm sau khi người dùng nhập xong thì chúng ta cần khai báo biến và gán vào biến thì ở bên trên này chúng ta đã khai báo biến rồi bây giờ chúng ta chỉ cần gọi tên biến ra và gán thôi a bằng đúng không sc next in đọc dữ liệu từ bàn phím sau đó gán vào biến a tiếp tục chúng ta sẽ đến phần kiểm tra điều kiện nếu a chẵn thì chúng ta làm cái này a lẻ thì làm cái này bây giờ cái thằng a lẻ thì dễ hơn chúng ta làm a lẻ trước nhé giống nhau mà đúng không kiểm tra này nếu a mà lẻ lẻ tức là gì a chia cho hai lấy dư khác không thì nó là số lẻ a phần trăm hai khác sẽ là chấm than bằng không như vậy chúng ta kiểm tra là nếu a chia cho hai lấy dư mà khác không tức là nó là số lẻ là số lẻ thì chúng ta thực hiện công việc sau màu nhọn này chỉ cần in ra thông báo là tôi không tính tổng số lẻ đúng không? Đây là câu này này. Nó bảo nào mình làm thế thôi, đúng không? Đây có nguyên mà. Chưa? Rồi, còn nếu không thì sao? L. Cuối lệnh của L này, enter xuống. Bây giờ nếu mà nó là số chẵn, nó không phải lẻ thì nó là chẵn, đúng không? Chẵn thì nó thực hiện khối lệnh L. Nếu là số chẵn thì chúng ta tính tổng các số chẵn từ 0 cho đến A. Lại quay trở lại bài là chạy từ 0 cho đến A và chúng ta tính tổng, đúng không? thì nó cũng gần giống bài giai thừa thôi. Giai thừa chúng ta cũng phải chạy từ không, à, chạy từ một cho đến a thôi. Chúng ta nhân. Thì bây giờ nó là chạy từ không. Để chạy từ không, chúng ta dùng vòng Vòng for. For này, int i bằng không. Cho i chạy từ không cho đến i nhỏ hơn hoặc bằng a. Mỗi bước lặp chúng ta tăng i lên. lên mấy? lên hai nhá. Các bạn lưu ý này. Tính tổng các số chẵn từ không cho đến a. Ví dụ A bằng 9 Thì tổng các số chẵn sẽ là 0 này 2 này 4 này 6 này Và Và 8 Đúng chưa Thì chúng ta sẽ phải chạy từ Y bằng 0 cho đến Y nhỏ bằng A Và mỗi bước lập chúng ta tăng lên 2 Đây là tính tổng các số chẵn Được chưa Rồi Chạy lập xong rồi rồi Bây giờ khối lệnh của for này Mở hoặc nhọn Enter xuống Chúng ta dùng tổng cộng bằng Y Đó đoạn này bắt đầu mình viết tắt rồi. Ở Bài hôm trước chúng ta giải thích giai thừa, sao bằng y thì nó ra cái gì đúng không? Bài này nó sẽ bằng tổng bằng tổng cộng y. Hai cách viết này tương đương nhau và mình nhắc lại một lần nữa là chúng ta sẽ dùng cách này thường xuyên hơn. Các bạn lưu ý này, ở đây chúng ta có một cái báo đỏ gì đây? Ờ, chạy y bằng không đến y nhỏ hơn hoặc bằng a. À, y cộng bằng hai sorry tức là chúng ta tăng bước lập lên hai thì cái y cộng bằng này này nó cũng chính là cái tổng cộng bằng và nó cũng hiểu là nó cũng hiểu là y bằng y cộng hai đấy đúng không rồi sau khi thực hiện tính tổng xong việc cuối cùng chúng ta cần gì in ra kết quả thôi tổng các số chẵn từ 0 cho đến a là tổng các số chẵn từ 0 đến cách ra ấy là cộng ra biến a xuất cho đẹp đúng không ạ rồi, cộng tiếp. Ký tự bằng. Và chúng ta cộng tiếp với kết quả là tổng. Đấy, các bạn nhìn cấu trúc nhá. Cái đoạn này nó xuất ra chữ trinh. Đúng chưa? trinh, sau đó thì chúng ta cộng với cái biến A này để người dùng người ta nhập A vào bao nhiêu thì nó thể hiện ra kết quả là A bằng từng đấy. Chỗ phần này là cộng với biến. Đấy, thì chỗ này chúng ta lại cộng một trinh. Rồi chúng ta lại cộng một biến. Chuột phải chạy này. Để ta nhìn thấy cái câu này xuất ra cái gì nhập vào là năm chẳng hạn năm số lẻ đúng không enter vì nó là số lẻ cho nên nó kiểm tra điều kiện là số lẻ thì nó in ra dòng này thôi đúng không chốt phải run này nhập thử 8 chẵn tổng các số chẵn từ 0 đến 8 bằng 20 đúng chưa kiểm tra nó là số chẵn cho nên nó thực hiện khối lệnh của eo trong khối lệnh của eo thì nó chạy từ 0 cho đến y nhỏ hơn hoặc bằng 8 mỗi bước lặp tăng lên 2 như vậy chúng ta sẽ được kết quả là Ở đây này Nó sẽ là 2 này Thực ra là 0 đúng không ạ 0, 2, 4, 6, 8 Nhưng mà 0 thì bằng 0 thôi 0 này 2 này 4 này 6 này 8 Các bạn cộng vào nhé 8, 10, 10 6, 4, 10, 20 Đúng chưa Như vậy kết quả chúng ta đã được Chính xác Các bạn nhìn cái câu thông báo nhé Tổng các số chẵn từ 0 cho đến Đấy là chuỗi Tổng các số chẵn từ 0 cho đến Đến như là đoạn này Đúng chưa Sau đó thì đến mấy Đến 8 Chính là cái biến A đây này đó. Sau đó chúng ta lại cộng chuỗi bằng thì nó chính là cái dấu bằng này. Bằng xong chúng ta lại cộng với biến tổng. Thì kết quả tổng bao nhiêu nó lại gắn vào. Đây, là nhìn câu thông báo nó đẹp hơn một chút đúng không? Bài giải này thì khá đơn giản, hy vọng là các bạn đã tự làm bài này trước khi xem bài giải. Còn nếu như các bạn không làm được phải tham khảo bài giải cũng chả sao. Hãy làm và chúng ta sẽ phải gặp lỗi. Gặp lỗi sau đó chúng ta rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm không được chúng ta lại phải xem giải. Xem giải xong đó chúng ta lại rút kinh nghiệm đúng không? Chúng ta thành một cái vòng như vậy. Các bạn hãy bình luận bài giải của các bạn xuống phía dưới nhé. À, hy vọng là các bạn đã hiểu và chúng ta nắm chắc phần này. Cảm ơn các bạn đã cầm tầm theo dõi.